Đầu tiên là Huy chia sẻ cho anh chị em thêm một cái tham số. Cái tham số này nó gọi là tham số repeat. Tham số này nó gọi là tham số repeat. Dùng repeat với một con số nguyên để chạy ra một prompt với nhiều ảnh hơn thông thường. Và mỗi một prompt này nó tương đương với cả một một lưới 4 ảnh. Đấy, ví dụ như là chúng ta chọn image cast xong đó là repeat 5 thì nó chạy ra prompt này với 5 cái lưới, mỗi lưới là 4 ảnh, tức là sẽ chạy ra bao nhiêu ảnh ạ? Chạy ra khoảng độ 20 ảnh khác nhau từ cái gì ạ? Từ cái con mèo này. Đấy. Và nếu mà chúng ta muốn thống nhất cái hình ảnh của mình ấy thì mình để style thấp và để child thấp, nhưng mà nếu mà mình muốn tạo ra nhiều biến thể khác nhau ấy thì mình để style cao và chaos cao, đúng không ạ? Và ở đây thì Huy cũng đã thử nghiệm một cái biến thể với câu lệnh như sau. Huy đưa câu lệnh là a beautiful girl photorealistic 4K high detail và Huy chọn là repeat 5. Được chưa? Thì ở đây anh chị em này, khi mà nhấn show template này thì nó sẽ show cho mình cái template ở đây. Được chưa? Là cái câu lệnh ở đây. Và đây là kết quả. Đây là kết quả. Huy tạo ra được 5 bộ ảnh của một cô gái xinh đẹp như này. Đây là một này. Đấy. Đây là hai này. Đây là ba này. Đấy. Đây là 4 này. Đấy, và đây là 5. Anh chị em thấy sao ạ? Chỉ một câu lệnh đơn giản thôi, chúng ta có thể tạo ra 5 bộ ảnh khác nhau. Đấy, điều này sẽ rất là thú vị và rất là đặc biệt nếu mà khi mà chúng ta làm truyện tranh hoặc là chúng ta đang cần phải thiết kế những cái gì đó mà mang số lượng nhiều. Ví dụ như này. Bây giờ Huy sẽ thiết kế về một cái thời trang đi, được chưa ạ? Huy là sẽ thiết kế thời trang dựa trên một cái phong cách nào đó, ví dụ như là phong cách thời trang công sở đi, đúng không ạ? Full body pro modern. Beautiful girl. Đấy, with thời trang công sở là gì ạ? Là fashion. Thời trang là fashion. Fashion công sở là office. 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 Đúng ạ? Office design. Được chưa ạ? Đấy. Ok chưa ạ? Mình chọn là photo photorealistic, tức là dạng ảnh chụp cho 4K hay detail vào cho nó dạ cho nó nét. Được chưa? Thời trang công sở, nhưng ở đây mình cho thêm một cái gì ạ? Thời trang công sở nhưng mà thời trang công sở với phong cách là gì ạ? Phong cách là vest. Đấy. Vest and chân váy thì gọi là gì ạ? Skirt. Không phải skirt, chân chân váy tiếng Anh nó gọi là gì ạ? Chân váy. Dịch. Chân váy tiếng Anh là gì chị em? Vẫn là skirt thôi đúng không ạ? And skirt. Thêm màu nữa. Màu đây mình sẽ chọn là màu red. Red and đỏ và gì ạ? Đỏ và vàng đi. Đúng không ạ? Đấy, vest and skirt fashion. Đấy. Fashion office design photorealistic 4K. Rồi. Đấy. Chọn là AR 2 3. Đấy nhá, thêm một cái nữa là repeat. Repeat. Mình cho hẳn là repeat 7 đi. Nào.
Bây giờ nó hỏi là gì ạ? Mình có muốn dùng cái câu lệnh này không? Được chưa ạ? Mình nhấn yes. Rồi, anh chị em xem này. Quý. Nó nhảy ra 1 này, 2, 3 này, 3 câu lệnh này nhá. Nhưng mà nó còn gì ạ? Nó còn một loạt những câu lệnh mà chưa chạy nữa. Nó còn một loạt câu lệnh chưa chạy nữa anh chị em nhé. Rồi. Đây là cách thiết kế thời trang cực khủng luôn. Anh chị em sẽ thấy là Huy thiết kế ra cả bộ, một bộ gọi là thiết kế thời trang chỉ với gì ạ? Chỉ với một câu lệnh thôi. Tạo ra nguyên một bộ thiết kế thời trang luôn. Anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Là cực kỳ kinh khủng. Nó gọi là siêu khủng chứ không phải là kinh khủng nữa. Một bộ thời trang, thiết kế thời trang chỉ với gì ạ? Chỉ với một câu lệnh duy nhất và chỉ một lần enter duy nhất. Nó phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn anh chị em ạ. Đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn anh chị em ạ. Đây nhá, đây là cái bộ đầu tiên này. Đấy, mình mở ra này cho nó to nhá. Rồi, được chưa ạ? Thiết kế thời trang công sở nó kiểu như là đồng phục á, đúng không ạ? Đỏ với vàng, kiểu như là một cái công ty mà cái logo họ có cái màu đỏ màu vàng ấy, họ muốn thiết kế thời trang công sở cho nhân viên. Đấy, với gì ạ? Với thời trang với màu đỏ và vàng. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Anh chị em thấy ok không? Với bộ thiết kế này anh chị em thấy ok không? Đấy. Đẹp không anh chị em? Đẹp không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Chưa hết đâu, còn nữa, bình tĩnh. Đấy nha, tiếp tục này. Úi dồi ôi. Cái thứ hai này. Rồi, tiếp tục lại bộ khác này. Khác hoàn toàn anh chị em nhé. Đây, cách điệu nhá. Đỏ vàng nhá, đúng chưa? Đúng công sở chưa anh chị em? Rồi, chưa hết đâu, anh chị em cứ bình tĩnh. Đấy. Tiếp tục này. Đấy. Rồi. Ok chưa? Này, thắt nơ này. Đấy, quần váy cách điệu này. Đấy, đeo cà vạt này. Được chưa? Bên này thì lại váy gì ạ? Váy xòe này. Được không ạ? Đấy. Rồi, chưa hết. Đây. Rồi, đây lại phong cách khác này. 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 Phong cách nào cũng rất độc đáo và rất lạ, rất đẹp. Đấy. Được không ạ? Rồi, chưa hết. Đây, lại phong cách khác này. Đây lại phong cách khác này, anh chị em thấy không ạ? Áo vest khoác bên ngoài, bên trong thì vẫn là gì ạ? Là áo tim, áo cao cổ, đấy, váy. Đây lại phong cách khác này, thêm màu đen nữa, đúng không ạ? Đấy, vẫn có vàng đỏ này, đấy, thêm cà vạt màu sắc sặc sỡ này. Được chưa ạ? Ok không ạ? Chưa hết, anh chị em cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải vội. Mọi thứ cứ bình tĩnh. Đấy, tiếp tục này, anh chị em thấy không ạ? Lại các phong cách khác này, vẫn đảm bảo cái yếu tố là gì ạ? Kết hợp giữa vàng và đỏ. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là quá kinh khủng rồi ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn cái nữa. Chưa hết. Chưa hết, chưa hết, còn cái nữa. Đây, cái cuối cùng. Đây, thắt nơ màu đỏ này. Vét vàng váy đỏ này. Được chưa ạ? Ấy, vàng và đỏ này, anh chị em thấy không? Đấy, đây lại phong cách khác này. Đấy, đây lại phong cách khác này. Nào, bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? Là quá kinh khủng thì comment xuống là kinh khủng được không ạ? Chỉ với một câu lệnh thôi, thiết kế ra cả một bộ sưu tập luôn. Nào, anh chị em thấy sao ạ? Thấy khủng bố không ạ? Cực kỳ khủng đúng không ạ? Nào, mà gì ạ? 7, 4, 28 kiểu khác nhau chỉ với một gì ạ? Chỉ với một nút bấm thôi. Chẳng qua là Huy demo cho anh chị em chứ còn Huy mà chạy cho khoảng tầm 20 bộ, 20 nhân 4 nó rơi vào khoảng độ tầm 80 cái hình khác nhau thì anh chị em nghĩ sao ạ? Thiết kế thời trang kiểu này mất việc hết cả. Anh chị em Huy copy cái câu lệnh cho anh chị em nhé.
Rồi. Copy câu lệnh nha anh chị em thử nghiệm nhá. Nhưng mà thôi đừng thử bây giờ nhá. Đừng thử bây giờ nhá. Bây giờ anh chị em thử một số người đang dùng chung nhóm với Huy, anh chị em thử bây giờ là Huy coi như là đứt luôn đấy, bởi vì nó chạy một lúc 7 lệnh anh chị em ạ. Một lúc chạy 7 lệnh luôn. Rồi, bây giờ lại tiếp tục thêm chiêu nữa này. Anh chị em muốn học tiếp không ạ? Muốn nghe tiếp không ạ? Muốn biết tiếp những cái thứ mới mẻ không ạ? Cái này cũng mới luôn, Huy cũng mới nghĩ ấy luôn. Có muốn không ạ? Muốn thì comment xuống là muốn nha. Rồi, tiếp này. Bây giờ chúng ta lại có một câu lệnh khác. Đó là lệnh hoán đổi. Hoán vị. Đấy. P permutation. Permutation. Đấy. Dùng để tạo ra prompt tổ hợp bằng cách kết hợp các vật thể ở trong permutation. Cấu trúc của permutation có dấu ngoặc nhọn. Đấy. Đầu tiên là gì ạ? Một dấu ngoặc nhọn này. Xong đầu là gì ạ? Style A, style A, tức là gì ạ? Phong cách A, phong cách B, phong cách C. Đấy, xong đóng ngoặc vào, xong mở ngoặc tiếp ra. Vật 1, vật 2. Xong đó là gì ạ? Đây là hoán vị 2. Thì với 3 phong cách và 2 vật này nó sẽ tạo ra được 6 phương án. Tức là gì ạ? Style A, tức là phong cách A vật 1, phong cách B vật 1, phong cách C vật 1. Xong phong cách A vật 2, phong cách B vật 2, phong cách C vật 2. Được chưa ạ? Ở đây nó ví dụ như này. Cái phong cách đầu tiên là Cyberpunk, tức là tương lai. Đấy, Vaporwave với Art Deco. Đây là 3 phong cách khác nhau, cộng với cả một con mèo, một con chó, thì nó sẽ ra được 6 cái prompt như này. Như vậy là từ một cái prompt, từ một cái câu lệnh, chúng ta tạo ra được 6 câu lệnh khác nhau. Được chưa ạ? Bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử luôn nhá anh chị em nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có có cái phong cách đầu tiên. Đó là phong cách là Futuristic. Futuristic tức là sao ạ? Là phong cách là tương lai. Được chưa ạ? Rồi, phong cách thứ hai đó là phong cách Classic. Classical tức là phong cách là gì ạ? Cổ điển. Được chưa ạ? Phong cách thứ ba đấy là phong cách là Art Deco. Concept Art. Concept Art. Được chưa? Đây là 3 phong cách nha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đưa vào đây là đối tượng. Được chưa? Ở đây đối tượng, ở đây Huy cho là một girl. Đấy, với cả boy. Tức là một cô gái. Được chưa? Ở đoạn cuối này thì mình vẫn thêm mấy cái, ví dụ như là là 4K này, 2 detail này. Đấy, để cho nó chi tiết thôi, không có gì cả. Cho chi tiết, cho độ sắc nét thôi. Được không ạ? Nhá. Rồi, chúng ta nhấn đi ạ. Enter. Đấy, bây giờ chúng ta thêm cái AR là 23, bởi vì thiết kế người ấy thì mình nên để chế độ là 23 để cho nó chiều dọc này, được chưa ạ? Rồi. Đây, nó cũng hỏi là gì ạ? Có đồng ý không? Thì mình chọn show prompt này. Anh chị em thấy không ạ? Nó ra một lúc ra 6 cái prompt khác nhau. Mình nhấn yes, ok, đồng ý. Được chưa ạ? Thì ngay lập tức là nó tạo ra cho mình 6 câu lệnh khác nhau. Tuy nhiên thì mỗi một lúc thì nó chỉ tạo ra được 3 câu lệnh cùng một lúc thôi. Cho nên nó chạy 3 câu lệnh trước, sau đó nó chạy tiếp 3 câu lệnh sau. Ok không ạ? Câu lệnh đầu tiên là một cô gái ở tương lai 4K, 2 detail. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục. Đến cậu bé. Cậu bé ở thì tương lai. Sau đó là cô gái dạng cổ điển. Được chưa ạ? Sau đó là cậu bé dạng cổ điển. Sau đó là concept art. Concept art tức là một cái một hình thức nghệ thuật. Hình thức vẽ tranh nghệ thuật. Được chưa ạ? Nhá. Rồi. Ôi. Cổ điển có vẻ chạy trước hay sao ấy. Cổ điển có vẻ dễ vẽ hơn. Rồi, ra một loạt cái này. Rồi, cái đầu tiên. Đấy là gì ạ?
Cô gái thì tương lai. Nào anh chị em thấy ok không ạ? Ok không ạ? Đẹp không ạ? Xong nhá. Rồi, cô gái ở tương lai. Rồi, tiếp tục này. Đây là cậu bé ở tương lai. Rồi. Ok chưa ạ? Mang tính chất phong cách tương lai chưa? Anh chị em thấy ok chưa? Rồi. Cô gái cổ điển. Đấy, classical girl. Được không ạ? Ok nhá. Rồi. Đến cậu bé cổ điển. Nó cái thằng này nó lại hơi mờ. Rồi. Cậu bé dạng gì ạ? Classic. Anh chị em có nhìn được không? Nhìn được màn hình không? Có nhìn thấy màn hình Huy chia sẻ không? Nhìn thấy cậu bé không ạ? Không thấy ai nói gì. Có nhìn thấy cậu bé không ạ? Dạ có thế ạ. À, không thấy ai nói. Rồi. B nó thầy đang ghiền. Rồi, tiếp tục này. Đây là concept art. Cậu bé này. Ở chế độ là concept art. Concept art tức là nó mang tính chất là gì ạ? Là nghệ thuật đấy. Được chưa ạ? Nó là cái dạng vẽ, cái dạng nghệ thuật. Nó là một phong cách. Được chưa ạ? Nó là một phong cách vẽ nghệ thuật. Được chưa ạ? Đây là cô gái này. Cô gái ở phong cách nghệ thuật này. Nào, anh chị em thấy không ạ? Chỉ với một câu lệnh đơn giản thôi, nó chúng ta tạo ra được sao ạ? Rất nhiều những cái hình thái khác nhau. Bây giờ chúng ta có cái công cụ là gì ạ? Chúng ta tạo ra một loạt các cái gì ạ? Một loạt các cái phong cách khác nhau, cộng với một loạt những cái hình ảnh, các đối tượng khác nhau. Sau đó chúng ta chỉ ngồi, chúng ta gì ạ? Chúng ta kiểm tra xem, à, nếu mà chúng ta đưa câu lệnh này vào, đưa từ khóa này vào, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì thay vì mình ngồi mình chỉnh từng tí một, thì làm sao ạ? Mình đưa tất cả nó vào trong câu lệnh, trong nhấn Enter, xong ngồi gì ạ? Ngồi nhâm nhi ly cà phê. Ok không anh chị em? Anh chị em hiểu chỗ này không? Ví dụ bình thường ấy, là mình sẽ phải thử phong cách này, thử phong cách kia, đúng không? Thử từ khóa này, thử từ khóa kia để chúng ta xem kết quả nó như nào. Và chúng ta phải chờ mất thời gian, chờ câu lệnh này xong, xong rồi lại ngồi kỳ cụ copy, xong rồi gõ, xong lại kỳ cụ gõ, đúng không? Bây giờ làm sao ạ? Chỉ nhấn Enter một phát, xong ngồi uống cà phê. Một lúc sau nó tạo ra một loạt những cái ảnh mà chỉ việc là gì ạ? Chỉ việc mình ngồi mình thưởng thức thôi. Như vậy là gì ạ? Tốc độ học của mình sẽ tăng lên, tốc độ làm của mình sẽ tăng lên, và mọi thứ nó sẽ tăng lên cực kỳ kinh khủng luôn. Đúng không anh chị em? Quá kinh khủng luôn, quá hay luôn này. Đấy. Và thằng hoán vị này ấy, nó có rất nhiều các biến thể khác nhau anh chị em nha. Rất nhiều biến thể khác nhau. Anh chị em có thể biến thể như này nha. Ví dụ ví dụ mình muốn làm một cái bánh sinh nhật với nhiều phong cách khác nhau. Đấy, ở đây Huy vừa mới thử câu lệnh này nhá. Đây, cái câu lệnh này của Huy là gì ạ? A birthday cake design. Đấy, sau đó là Huy thêm vào đấy là gì ạ? Thêm vào đấy ba cái yếu tố như sau. Đấy là panda, Pikachu và pony. Được chưa ạ? Đây. Đây, cái câu lệnh của Huy đây ạ. Được chưa ạ? Huy copy câu lệnh này gửi cho anh chị em nha. Đây, cái câu lệnh Huy gửi phần chat này. A birthday cake design, tức là Huy muốn là gì ạ? Thiết kế một cái bánh sinh nhật. Được chưa ạ? Nhưng mà mình đưa vào đấy là ba cái phong cách, hoặc là ba cái gì ạ? Cái con vật, một là panda, hai là Pikachu, ba là pony. Ok không ạ? Và kết quả nó ra như này. Đây, đây là gì ạ? Bánh sinh nhật thiết kế theo dạng là gì ạ? Pikachu. Được không ạ? Đấy, thằng lớn của Huy thì rất thích Pikachu. Đấy. Thầy chia sẻ màn hình nhỉ? À, chưa chia sẻ, lại quên. Đây, kết quả của Huy đây. Đây là cái đầu tiên, đó là gì ạ? Thiết kế bánh sinh nhật theo gì ạ? Theo Pikachu. Được chưa ạ? Rồi, cái thứ hai, đó là gì ạ? Thiết kế bánh sinh nhật theo kiểu là gì ạ? Gấu panda. Anh chị em thấy ok không ạ? Nào anh chị em nào mà làm bánh sinh nhật mà có cái này thì quá là đỉnh luôn.
quá là kinh khủng luôn anh chị em ạ. Mình có thể là gì ạ, thiết kế ra một loạt những cái mẫu bánh mới mà không đụng hàng với ai cả, cực kỳ độc đáo. Còn làm thế này ấy, thì họ làm ngon. Những cái bánh như này họ làm đơn giản lắm anh chị em ạ, không khó gì cả. Quan trọng nhất là cái ý tưởng thôi, họ có ý tưởng họ làm được hết. Được chưa ạ? Tạo hình nó còn khó hơn, tò he còn khó hơn họ còn làm được. Được chưa ạ? Rồi. Pony. Nào, anh chị em thấy không ạ? Bánh sinh nhật thế này thì đứa nào chẳng thích. Đúng không ạ? Họ dùng những cái bột màu ấy, xong rồi họ nặn lên cái con pony này, ăn được luôn. Đúng không ạ? Bánh sinh nhật như này thì quá đơn giản với những cái người mà làm bánh sinh nhật, làm bánh sinh nhật rồi. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ với một câu lệnh đơn giản thôi, tôi đã thiết kế được là gì ạ? 3, 4, 12 cái mẫu bánh sinh nhật khác nhau với các phong cách khác nhau. Bây giờ mà Huy có khoảng độ tầm 10 cái style khác nhau Huy đưa vào thì sao ạ? Thì nó cũng ra được gì ạ? 40 cái mẫu bánh sinh nhật khác nhau. Nào, bao nhiêu anh chị em thấy như vậy là quá kinh khủng ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy hay ạ? Hay không ạ? Quá hay thì ơi. Tức là gì ạ? Cái hoán vị này nó có rất nhiều các biến thể khác nhau nhé. Mình có thể là gì ạ? Nhiều phong cách, nhiều style, hoặc là một style, nhiều đối tượng, hoặc là gì ạ? Một đối tượng nhưng mà nhiều style khác nhau, hoặc là nhiều style, nhiều đối tượng. Anh chị em ok không ạ? Tức là nhiều style, nhiều đối tượng cũng được, mà một style, nhiều đối tượng cũng được, mà nhiều style, một đối tượng cũng được. Ok không ạ? Đặt setting để có sử dụng. Đây, câu lệnh hoán vị vừa mới gửi vào đây này, cái bánh sinh nhật này. Còn cái câu lệnh lúc nãy nhá. Cái câu lệnh lúc nãy là câu lệnh của cô gái chàng trai nhá. Đây. Đấy chưa ạ? Câu vị hoán vị này. Ok không anh chị em? Đây là gì ạ? 3 phong cách với cả 2 đối tượng. Mình có thể chọn một phong cách và 2 đối tượng, hoặc là một phong cách với 5 đối tượng, hoặc là 5 phong cách với một đối tượng. Anh chị em thấy ok không ạ? Nhá. Đó. Thì rất là biến báo rất là tốt luôn. Chưa hết nhá. Cái thằng này ấy, nó còn hay hơn nữa. Cái thằng hoán vị này nó còn có những cái kinh khủng hơn nữa. Đó là gì ạ? Nhiều phong cách và nhiều đối tượng và hoán vị các đối tượng luôn. Tức là sao? Ví dụ nha, Huy quay trở lại cái ứng dụng này nha. Bây giờ mình có hai cái là futuristic với classical. Được chưa ạ? Rồi. Sau đó là gì ạ? Ở đây đối tượng nha. Đối tượng là girl này. Được chưa ạ? Đầu tiên là đối tượng là girl này, được chưa ạ? Sau trong cái đối tượng girl này thì mình lại gì ạ? Mình lại hoán vị hai cái nữa ở trong cái đối tượng girl này. Được chưa ạ? Girl này thì mình lại có hai đối tượng, một đối tượng là gì ạ? Là 10 tuổi. 10 years old. Và một đối tượng là gì ạ? 30 tuổi. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ sang đối tượng là boy. Được chưa ạ? Boy. Và lại có hai cái gì ạ? Hai cái biến thể. Một biến thể là 20 years old. Và một đối tượng là gì ạ? Là 45 years old. Ở đây mình cho là men đi. Ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Mình ngoặc này, xong ngoặc này, xong lại ngoặc này, xong lại hai cái ngoặc này. Rồi, được chưa ạ? Ở bên ngoài này mình vẫn cho là 4K 2 detail cho nó gì ạ? Cho nó nét, được chưa ạ? Ok không ạ? Rồi. Mình vẫn để cái khung hình là gì ạ? AR23 để cho nó gì ạ? Mô tả người cho nó đẹp, được chưa ạ? Ở đây mình thêm cái nữa, mình ra gì ạ? Mình phía trên này mình là gì ạ? Portrait. Đấy, of
Đấy, được chưa ạ? Tức là một cái hình ảnh gì ạ? À, gọi là chụp chân dung. Rồi, anh chị em nhìn này. Điều gì sẽ xảy ra này? Show prompt này. Nào, anh chị em thấy không ạ? Từ một câu lệnh này nó tạo ra gì ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 câu lệnh khác nhau, mình nhấn yes này cho nó chạy này. Cái câu lệnh thứ nhất đấy là gì ạ? Một hình chân dung. Đấy, của một gì ạ? Một cô gái 10 tuổi. Đấy chứ ạ? Ở thì tương lai. Một chân dung của cô gái 30 tuổi ở thì tương lai. Một chân dung một chàng trai 20 tuổi ở thì tương lai. Chân dung chàng trai 45 tuổi ở thì tương lai. Một chân dung cô gái 10 tuổi ở gì ạ? Ở theo phong cách cổ điển. Một chân dung cô gái 30 tuổi phong cách cổ điển. Một chân dung chàng trai 20 tuổi phong cách cổ điển. Một chân dung đàn ông 45 tuổi ở phong cách cổ điển. Anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Chỉ với một câu lệnh thôi nhưng mà gì ạ? Nó tạo ra rất nhiều biến thể khác nhau. Ok không ạ? Tạo ra rất nhiều biến thể khác nhau. Rồi, 8 câu lệnh chạy ra cùng một lúc mà chúng ta không cần phải gì ạ? Không cần phải tạo. Đầu tiên đấy là cậu bé 20 tuổi, chàng trai 20 tuổi ở thì tương lai. Đấy, mang tính chất tương lai một tí, mặc áo giáp này. Đấy, hơi có kiểu gọi là hiện đại một tí nhá. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, tiếp theo. Cô bé 10 tuổi thì tương lai. Ok không anh chị em? Cô gái 10 tuổi ở thì tương lai, tức là ở trong tương lai ấy. Được không ạ? Mặc áo giáp này. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo. Cô gái 30 tuổi ở tương lai. Được không ạ? Đấy. Được không anh chị em? Rồi. Tiếp theo. Đàn ông. Người đàn ông 45 tuổi ở thì tương lai. Ok không ạ? Nhìn độ sắc nét anh chị em thấy sao? Về độ sắc nét anh chị em thấy sao? Về thiết kế thấy sao? Đây, nhìn con mắt này, thật không? Nhìn con mắt này phê luôn. Đấy, tóc này, từng sợi lông luôn. Quá đỉnh anh chị em ạ. Quá đỉnh luôn. Đấy. Ông một người đàn ông 45 tuổi thời tương lai. Rồi, tiếp theo là cô gái 10 tuổi ở thì gì ạ? Quá khứ hay là gì ạ? Cổ điển. Đấy, cô bé 10 tuổi vẽ theo phong cách cổ điển. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Cô gái 30 tuổi vẽ theo phong cách cổ điển. Ok không? Đấy. Được không? Rồi, tiếp tục. Cậu thanh niên 20 tuổi ở phong cách cổ điển. Ok không? Rồi. Người đàn ông 45 tuổi ở phong cách cổ điển. À. Rồi. Anh chị em thấy ok không ạ? Ngoài câu lệnh ra thì không phải cài đặt thêm bất kỳ cái gì khác. Ngoài câu lệnh ra thì mình không cài đặt thêm bất kể cái thứ gì khác anh chị em nhé. Đấy. Tạo ra 8 câu lệnh chỉ với một câu lệnh duy nhất. Đấy ạ, Huy copy câu lệnh gửi cho anh chị em này. Hoán vị xong lại bên trong hoán vị lại có hoán vị nữa. Anh chị em hiểu không ạ? Đầu tiên là gì ạ? Phong cách này. Sau đó là gì ạ? Là vật thể hay là gì ạ? Là đối tượng này. Và trong đối tượng đấy Huy lại tiếp tục hoán vị cái đối tượng ở bên trong đấy nữa. Tức là gì ạ? Nó tạo ra thêm nhiều biến thể nữa. Anh chị em thấy kinh khủng không? Hay không ạ? Úi giời ơi. Ôi, bao nhiêu anh chị em thấy quá kinh khủng, quá hay ạ. Cái này để mình làm gì ạ? Mình làm tiết kiệm thời gian. Mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian luôn anh chị em ạ. Tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian. Đặc biệt những anh chị em nào là vẽ truyện tranh ấy, thì chúng ta phải tạo ra rất nhiều các biến thể khác nhau. Ví dụ như này,
Anh chị em sẽ phải tạo ra cậu bé cười này, khóc này, ngủ này, đứng này, chạy này, đi này, nói chuyện này, ngước mắt lên này, cúi mắt xuống này, đúng không ạ? Nhìn sang trái này, nhìn sang phải này, đúng không ạ? Sợ hãi này, đau khổ này, ngạc nhiên này, vui mừng này. Nào anh chị em thử nghĩ xem, chúng ta đưa hết tất cả những thứ đấy vào, rồi copy toàn bộ cái thiết kế cậu bé đó, bục một phát, xong nó ra luôn. Ok, ô, anh chị em thấy đỉnh không ạ? Hay thầy ạ. Thế thì cái giảm được cái bước mà làm thế nào để có thể đồng bộ hóa nhân vật. Đúng rồi. Quá nhanh luôn anh chị em ạ. Bao nhiêu anh chị em thấy quá đỉnh ạ. Trời ơi, chỉ cần một cái bước enter ấy thôi là mình ngồi mình chơi. Vẽ truyện tranh này nó có nhanh không ạ? Ngày xưa ấy là cái đoạn mà gì ạ? Cái đoạn mà thiết kế nhân vật mà để đồng nhất rồi để mà cho nó gì ạ? Cho nó tạo ra một loạt các nhân vật ấy là mất rất nhiều thời gian anh chị em. Anh chị em biết là Huy phải gì ạ? Huy phải dùng 2-3 cái tài khoản khác nhau để Huy chạy, để cho nó gì ạ? Để cho nó kịp cái tiến độ của mình, bởi vì là mình làm tốc độ nó nhanh quá. Bây giờ là máy nó chờ nó lâu. Thế là mình phải gì ạ? Mình phải dùng 2-3 tài khoản khác nhau để mình chạy. Nhưng mà với thằng này thì sao ạ? Không cần nữa, mình chỉ nhấn enter xong nó ngồi copy rồi không kịp. Đúng không ạ? Thiết kế truyện tranh bây giờ quá đơn giản luôn. Rồi. Rồi, thử với truyện tranh nhá. Thử nhá. Rồi. Bây giờ Huy sẽ thiết kế một cái nhân vật này, một nhân vật bất kỳ nhá. Cậu bé nhá, hay là một cô bé nhá. Full body. Full body. Học 10 tuổi. Một cô bé 10 tuổi nhá. Được chưa ạ? Girl. Được chưa ạ? Rồi. Cute face. Gương mặt gì ạ? Đáng yêu. Big eye, mắt to. Màu đen, black. Chia sẻ màn hình hay chưa chia sẻ. Rồi. Hào hứng quá quên. Sorry anh chị em. Rồi. Big black eye. Được chưa ạ? Đôi mắt to màu đen. Được chưa ạ? Mái tóc là gì ạ? Tóc là hair. Đấy. Rồi, mái tóc màu gì ạ? Anh chị em cho màu gì ạ? Màu tím đi nhá. Màu tím nhá. Tím là gì ạ? Purple. Purple short hair. Màu tím ngắn. Được chưa ạ? Áo màu gì ạ? Red t-shirt. Váy đi, skirt. Red dress. Đấy, váy màu đỏ. Được chưa ạ? Váy màu đỏ. Váy công chúa đi. Princess. Red princess red. Được chưa ạ? Rồi. Blue shoes. Giày xanh. Được chưa ạ? Rồi. Theo phong cách là gì ạ? Là hoạt hình. Anime style. Được chưa? Rồi. Gì nữa? 4K. High detail. Được chưa? Cái này là full body thì mình để AR là gì ạ? Là 23. Ok không ạ? Thêm phong cách, thêm cái gì ạ? Thêm cái nền trắng vào đấy nữa. White background. Được chưa? Ở đây là Huy thiết kế một cái nhân vật trước nhé. Để làm gì ạ? Để mình lấy mẫu. Được không ạ? Lấy mẫu để mình gì ạ? Mình rồi. Rồi. Chỗ này mình đưa nhiều màu sắc quá, nó đang bị loạn lên này.
tóc thì tím, áo váy thì đỏ, quần giày này, xanh, xong đầu lại gì ạ? Xong đầu lại gì ạ? Tóc thì để nhiều nhiều style quá nó đang bị lẫn. Rồi mình làm đơn giản hơn nhá. Mình làm đơn giản hơn nhá. Rồi. Ok. Thì ở đây nhá, mình thấy cô bé nào mình cảm thấy ưng ý nhất này. Rồi. Anh chị em thấy cô nào ưng nhất ạ? Cô số 1 hay số 2 ạ? Hay số 3 hay số 4 ạ? Mình thấy cô nào ưng ý nhất ạ? Cô nào cũng dễ thương cả. Không biết chọn cô nào bây giờ. Đấy, không biết chọn em nào bây giờ. Rồi, bây giờ mình chọn với cô số 2 nhá. Ok không ạ? Rồi. Chọn cô số 2 nhá. Lê Nam, cây số 1 à? Ok, chọn cô số 1 nhá. Rồi. Ok, mình upscale cô số 1 lên. Được chưa ạ? Để làm gì ạ? Để làm mẫu. Để làm mẫu. Cô này nó có cái gì ở trên đầu này, nó bị rất là dễ bị nhầm nhá. Mình chọn cô số 3 đi cho đơn giản này. Chọn cô số 3 cho đơn giản này. Nhá. Rồi. Rồi, đưa cô số 3 xuống này. Được chưa ạ? Copy toàn bộ câu lệnh này này. Được chưa ạ? Rồi. Cái chỗ này nhá. Mình bỏ cái red này đi này. Bỏ cái blue shoe này đi này. Đấy. Đấy. Rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ là chúng ta đưa vào đây một loạt những cái biến thể full body này. Cô gái này. Bây giờ mình đưa vào đây các cái biến thể mà mình mong muốn này. Ví dụ như là happy này. Rồi. Ví dụ như là gì ạ? Cry này. Khóc này. Rồi. Ví dụ như là sad là buồn này. Ví dụ như là gì ạ? Là talking này. Đang nói chuyện này. Ví dụ như là hả? Giận dữ, giận dữ, sân si á thầy. Angry này. Rồi, gì nữa? Gì nữa? Góp ý thì góp thêm đi, góp mỗi cái vậy. Rồi, gì nữa? Sound. Cười lớn. Sound này. Shouting này. Đấy, laughing này. Laughing này. Laughing này. Rồi. Chạy. Đi, đứng, nằm, ngồi. Dynamic pose. Chỗ này là để sau. Đấy. Running này. Đấy. Sitting này. Cái gì? Nằm mới lại. Nằm à? Nằm là lệ. Lay. Nằm là lay nhá. Nằm là gì? Lay gì á? Lay giống như chữ giống như nó dối á, từ nó dối. Lay nằm. Rồi, thôi được rồi, cái này khó bỏ qua. Được chưa ạ? Ok không ạ? Nhá. Rồi. Rồi, tức là gì ạ? Mình đưa cái gì ạ? Mình đưa cái những cái cảm xúc của cô ấy vào bất kể chỗ nào ở trong câu lệnh của mình. Được chưa ạ? Chỉ cần đóng mở ngoặc này thôi. Ok không ạ? Chỉ cần mở ngoặc đóng ngoặc. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái gì ạ? Cái biến thể khác nhau. Rồi mình hỏi là gì ạ? Nó hỏi là gì ạ? Ở đây nhìn nhiều quá nó không cho này. Yes xem này. Đây này, nó ra 9 job đây này, anh chị em thấy không ạ? Đây, mình nhấn show template xem này.
Đây, show template thì nó cho mình cái câu lệnh. Rồi chút nữa thì mình mới xem được cái prompt. À không, nó không cho mình xem pro, nó bị lỗi gì đó. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó vẫn hiểu và nó tạo ra cho mình là gì ạ? 9 câu lệnh khác nhau. Đầu tiên, câu lệnh đầu tiên đấy là gì ạ? Là vui vẻ. Vui vẻ hạnh phúc. Được chưa? Rồi, nó chạy xong nó sẽ nhảy xuống dưới này. Rồi. Cái đầu tiên này, ôi giời, chạy 3 cái nó xong 3 cái một lúc luôn. Cái đầu tiên này. Cái đầu tiên là cái này, happy. Rồi, bật nhiều chóp quá nó đang đơ máy. Rồi. Anh chị em thấy đúng nhân vật đấy chưa? Đúng happy không? Ok không ạ? Nhá. Mình xem lại cái nhân vật gốc nha. Đây, đây là nhân vật gốc này. Đây là nhân vật mới và đang gì ạ? Đang vui vẻ này. Nhân vật này không cười nha anh chị em nhá. Nhân vật gốc này không cười. Và nhân vật này sao ạ? Anh chị em nhìn thấy mặt khuôn mặt của cô ấy như nào ạ? Nào, anh chị em nhìn thấy không ạ? Ok không ạ? Có đang cười không ạ? Đúng không ạ? Ok nhá. Rồi. Cái thứ hai là đang buồn. Nào, đúng mặt buồn chưa? Đấy. Mặt này đúng là đang buồn chưa? Đúng không anh chị em? Đấy. Rồi. Cái thứ ba là gì ạ? Là đang khóc. Rồi. Thằng này nó khóc, nó chỉ hơi buồn buồn thôi. Phải đang khóc không? Cry mà. Rồi. Đây. Mặt này còn buồn hơn. Nhưng mà nó không khóc cái kiểu kiểu ấy đâu, khóc kiểu kịch tính thôi. Được chưa ạ? Rồi. Ok nha. Kiểu thứ tư là đang nói chuyện. Rồi. Đang nói chuyện thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Thì mình cũng thế này là mình cũng nói chuyện được rồi. Được chưa ạ? Ok nha. Rồi. Thứ năm là gì ạ? Là đang giận dữ. Rồi, anh chị em thấy giận dữ chưa ạ? Thấy đúng mặt này là giận dữ chưa? Đúng chưa ạ? Đúng là giận chưa ạ? Đúng là mặt giận chưa ạ? Ok nhé. Rồi. Tiếp theo nữa là gì ạ? Đang nói lớn, đang hét lớn. Đây. Được chưa? Shouting ấy là hét lớn ấy, là shouting là hét, nó sẽ mở miệng ra anh chị em ạ. Nó sẽ mở miệng ra, khi mà mình muốn nó mở miệng ra ấy, thì mình ghi là shouting thì nó sẽ há miệng ra. Được chưa? Từ nãy giờ chưa cái nào há miệng cả. Nhưng cái này là mình bắt cho nó há miệng ngay rồi. Ha kiểu kiểu vậy, shouting mà hát lên, hét lên ấy. Đấy kiểu kiểu vậy. Hoặc là hát kiểu kiểu như thế, giống như cô này đang hát ấy. Đấy, hoặc là mình có thể là gì ạ? Là đưa cái này vào để làm nói chuyện khi mà mình talking ấy, nói chuyện ấy. Được không ạ? Đấy, thì mình đưa vào cái từ này. Đây, cái này mẹo thôi nhá. Ok không ạ? Rồi, cái này là đang cười. Cái này là cười lớn. Được chưa ạ? Laughing là cười lớn. Đấy, cười mạnh hơn cái smile. Smile thì cười bé thôi. Cái này cười lớn hơn. Được chưa ạ? Rồi. Cái này là gì ạ? Sitting. Sitting là ngồi. Đấy, nhưng mà chỗ này mình chưa cho nó là ngồi ở đâu. Cho nên là nó chỉ hơi đầu gối hơi trụm trụm mà này. Anh chị em thấy đấy. Đầu gối nó hơi trụm trụm mà này. Đấy, cô này này. Ví dụ ngồi vắt chân này.
đúng không? Nó ngồi vắt chân nhưng mà mình chưa cho nó ngồi chỗ nào đấy, cho nên là nó vẫn gì ạ? Nó vẫn ở cái chiều cao. Đây là ngồi này, cái chân đầu gối nó khuỵu xuống này, anh chị em thấy không ạ? Là có cái dáng ngồi đấy, có dáng ngồi đấy. Đây này, đầu gối trụm xuống này, hoặc là đầu gối này, chân vắt chéo này, được chưa ạ? Ok nhé. Nếu mà mình bảo là gì ạ? Sitting on the desk hoặc là on the chair thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ghép cái ghế vào và mình sẽ ngồi, dáng ngồi sẽ chuẩn hơn. Cái cuối cùng đấy là gì ạ? Running. Rồi, running. Đấy, thì đang chạy hoặc là đang chuẩn bị chạy. Đấy, nó kiểu kiểu vậy. Được chưa ạ? Nào, bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? Tất cả những cái cô gái này đều rất thống nhất. Được chưa ạ? Đều rất thống nhất về màu tóc, về mắt, về quần áo. Quần áo thì tương đối thôi anh chị em nha. Đây là cô gái gốc này. Gốc nhá. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Nào, với anh chị em khi mà làm truyện tranh ấy thì nhân vật như này ấy là đã được chấp nhận rồi anh chị em nha. Thứ nhất là thống nhất về màu tóc, màu mắt, được không nhỉ? Về cái độ tuổi. Được chưa ạ? Độ tuổi nó không quá chênh lệch. Được chưa ạ? Về giày. Đấy, về áo, được chưa ạ? Đấy. À, về phong cách, ở đây là cùng một phong cách vẽ chứ không phải là sang ảnh chụp được, nó không thể sang ảnh comic được, đúng chưa ạ? Cùng một phong cách vẽ. Đấy. Đó, anh chị em thấy không ạ? Hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được tất cả những cô gái này, không về vấn đề gì hết. Cái váy, cái áo nó hơi khác một chút, cái nơ không có nơ không quan trọng nha. Cái đấy không hề quan trọng một chút nào anh chị em nha. Cực kỳ dễ, thỉnh thoảng nó có cái nơ thôi, còn đa số là nó không có nơ trên tóc, trên váy nó có thể thay đổi một chút, không quan trọng. Cái chuyện này không ai gọi là bắt bẻ chúng ta hết. Đơn giản, đúng không ạ? Ok không ạ? Nhá. Và chúng ta có thể dùng được hết tất cả các nhân vật này. Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy là quá kinh rồi. Quá hay ạ. Quá kinh khủng. Bố. Trời ơi, cái tranh mà làm được vậy nó đỡ ghê luôn. Đỡ ghê luôn đúng không ạ? Một phát nó có hết tất cả rồi. Trời ơi. Rồi. Bây giờ Huy lại hướng dẫn anh chị em cái chiêu này nữa, nó còn kinh hơn nữa này. Rồi. Vẫn là cái câu lệnh này nha. À không phải. Đây. Đây nha, mình làm thêm một cái bước này nữa nha. Được chưa ạ? Thế là dùng cả hai lệnh repeat với cả lệnh hai theo được không? Được. Rồi lâu hơn thôi. Nó chỉ lâu hơn thôi. Mình thêm cả lệnh repeat vào cũng được. Cái này là nó không cho mình lấy cái sheet sao? Cái sheet của mình ở đâu? Đây, show template này. Đấy. Thầy ơi, thầy chưa xem màn hình. Ừ. Đợi tí. Ok nha. Thì ok. Đấy. Rồi.
Bây giờ lại chia sẻ cho anh chị em thêm một cái chiêu nữa nhé. Anh chị em muốn nghe nữa không ạ? Muốn nữa không ạ? Muốn thêm khủng nữa không ạ? Muốn khủng hay có thế ạ, Để hỏi làm chi chứ. Ai cũng đang ngồi trên ngóng. bây giờ như này nhá, bây giờ Huy sẽ lấy một cái tấm ảnh bất kỳ này, lấy một cái tấm ảnh bất kỳ này, ảnh đẹp. Rồi, đây, mình lấy một cái tấm ảnh bất kỳ nhá. Ví dụ như là mình thấy là gì ạ? Ui, anh chị em thấy cái ảnh này có khủng không? Đẹp không? Có đẹp không ạ? Đâu thấy, có thấy gì đâu đâu? Chưa thấy rồi ạ. Đây, xem màn hình đấy. Ở chưa xe à? Chưa Ở đây, 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 đây nha. Ừ. Huy, Huy lên mạng Huy search từ ảnh đẹp nhá, được chưa ạ? Rồi. Xong rồi mình nhìn thấy cái ảnh này nó quá đẹp luôn này. Wow. Đẹp không? Đang nói về mấy ngôi sao Rồi. Bây giờ anh chị em có muốn vẽ ảnh giống này không? chơi luôn, trời ơi, anh nói có chiêu như chị. Bây giờ làm sao vẽ được như vậy bây giờ? Đấy. Sao bây giờ phải chờ thầy chỉ thôi. Rồi. 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 Hoặc là ảnh như này. Nhìn luôn. Nào. Anh chị em nghĩ sao? Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn đúng không? Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ chọn một cái để mình vẽ nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ chọn cái câu lệnh này nhá. Là đưa vào chữ D, không phải chữ Y nữa nhá, một chữ D. Chữ D. Describe này, được chưa? Sau đó up cái ảnh lên. Bây giờ mình đưa cái ảnh này lên, được chưa? Nhấn Enter. Sao nó có xóa? Rồi. Không, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi hả thầy? Thế chỉ vậy thôi. Này, nó cho chúng ta này gì ạ? Một loạt bốn cái câu lệnh này, chúng ta chỉ việc nhấn số 1 này, nhấn Submit này, nhấn số 2 này, Submit này, nhấn số 3 này, submit này, nó nhấn số 4 này, submit này. Nào anh chị em tưởng tượng nhé, chúng ta có một bức ảnh đẹp mà chúng ta rất là muốn vẽ lại cái bức ảnh đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn vẽ cái phong cách như vậy, được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta chỉ việc là đưa cái ảnh đấy vào, dùng cái lệnh describe, và nó sẽ cho chúng ta bốn cái câu lệnh khác nhau, được chưa ạ? Nó cho bốn cái câu lệnh khác nhau từ cái tấm ảnh của mình, ok không ạ? Và sau đó thì chúng ta chỉ việc nhấn gì ạ? Submit 4 lần là chúng ta được ra được bốn cái bức ảnh như sau. Đây, rất là siêu tưởng siêu ảo luôn. Nào. Nào anh chị em thấy không? Đây là một cái dạng, một cái style, một cái phong cách. Được chưa? Đẹp không? Đẹp. Rồi, chưa hết. Rồi. Phong cách số 2. Ok không? Rồi. Đẹp không? Ok chưa? Rồi, chưa hết. Phong cách số 3. Smile. Rồi. Ok chưa? Đấy. Rồi, tiếp tục. Phong cách số 4. Đây. Đấy. Đây. Đẹp chưa? Ok không? Đấy, chỉ với một bức ảnh thôi là chúng ta ra được một loạt những cái gì ạ? Những cái bức ảnh khác với cái phong cách như vậy. Nó chỉ copy cái phong cách thôi nhá, và cái vật thể nhá.
Bây giờ nhé, ví dụ như này, chúng ta muốn thay đổi con này sang là cái con khác. Mình không phải là gì ạ? Không phải là lion nữa mà là gì ạ? Là đại bàng đi, eagle đi. Thì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ ra là gì ạ? Con đại bàng ở phong cách đấy. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình không phải muốn đại bàng nữa, mà mình muốn là gì ạ? Muốn là người đi. Mình lại không phải là một người nữa. Mình nói gì ạ? Beautiful. Wow, lắm đông luôn. Đấy chưa? Mình lại tạo ra một loạt những cái phong cách nó giống giống như này. Beautiful woman. Hoặc là gì ạ? Là một cái gì ạ? Gì ạ? Là heart letter. Logo. Được chưa? Hoặc lại là gì ạ? Modern house. Nào. Tức là gì ạ? Nó chỉ lấy cái phong cách này thôi anh chị em nhé. Nó cái phong cách này thôi. Mình copy cái style của họ ấy. Nào anh chị em thấy không ạ? Ngay lập tức ra một con đại bàng với cái phong cách vẽ như này ở trên bầu trời. Anh chị em thấy hay không ạ? Hay. Quá hay luôn đúng không ạ? Tức là mình copy cái phong cách của họ, sau đó là mình biến về cái thứ mà mình muốn. Ok không ạ? Đấy. Chứ còn bình thường mà mình nghĩ cái phong cách này mình vẽ ra làm sao ạ? Đau đầu lắm. Đúng chưa ạ? Rồi. À, chỗ này nó bị ban. Có một cái câu lệnh nó bị ban. Rồi. Beautiful woman nó bị cấm. Được, không sao. Mình sẽ chuyển sang là beautiful girl thì nó lại không bị cấm. Ồ. Ai biểu cơ bài vậy? Nữ là không chịu, không chịu cái đẹp thôi. Thế. Nó lại cứ kiểu như vậy cơ. Đấy. Như vậy là gì ạ? Ở đây là gì ạ? Là chúng ta chỉ lấy cái phong cách đó thôi anh chị em nhé. Lấy cái phong cách đó thôi. Sau đó là gì ạ? Là chúng ta đưa vào đây cái mà chúng ta muốn. Ví dụ như là vẽ gái này, hoặc là vẽ chữ này, logo này, hoặc là vẽ nhà này. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ với một câu lệnh thôi ra được ba cái đối tượng, ba cái phong cách khác nhau. Mà sử dụng cái gì ạ? Cái hoán vị cực kỳ là nhuần nhuyễn, cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là dễ dàng luôn. Và anh chị em nghĩ sao? Nếu như mà chúng ta có cái công cụ này, chúng ta sáng tạo thì không giới hạn luôn. Bao nhiêu anh chị em thấy là mình, cái khả năng sáng tạo của mình nó tự nhiên nó tăng lên một level mới, thì comment xuống là level mới giúp Huy ạ. Rồi, thì copy cái này cho anh chị em nhé. Copy câu lệnh này cho anh chị em nhé. Úi dồi ôi, cái này lên level luôn. Được chưa? Nào. Đây là gì ạ? Logo theo cái phong cách cái con sư tử đấy. Anh chị em thấy logo này được không? Quá đẹp. Được không? Ở đâu em nghĩ ra cái này, sao mà nghĩ được? Không nghĩ, nghĩ được luôn ý. Đúng không ạ? Này. Quá là đẹp luôn ý. Mỹ mãn luôn. Rồi. Cô gái theo cái phong cách này thì sao? Ôi dồi ôi. Dồi ôi, phê luôn. Ảo tống chảo luôn. Ơn làm sao mà mình ngồi mà mình nghĩ ra được cái phong cách này, đúng không ạ? Không thể nào nghĩ ra được. Rồi ngôi nhà thì sao ạ? Ôi dồi ôi, huyền bí. Ôi ơi, được không? Được không anh chị em? Huyền bí luôn á, ngôi nhà này. Ôi dồi ôi. Bây giờ anh chị em tưởng tượng này, mình có thể tạo ra cả một bộ truyện tranh với phong cách này có được không? Được. Vẽ người theo phong cách này, à, vẽ vật theo phong cách này, vẽ nhà theo phong cách này, vẽ phong cảnh theo phong cách này, và cả một bộ truyện tranh theo phong cách của mình mà không ai có luôn. Nào, anh chị em thấy không ạ? Từ một cái bức tranh ở trên mạng mà Huy có thể tạo ra được cả một cái phong cách riêng, và tạo một bộ truyện tranh riêng với phong cách mà độc đáo, không giống ai hết. Không copy của thằng nào hết. Đúng không ạ? Nào anh chị em thấy cái tư duy không? Anh chị em thấy cái tư duy này có kinh khủng không ạ? Cái tư duy cộng với công cụ này nó có kinh khủng không ạ?
tạo ra cả bộ truyện tranh theo cái phong cách này và không trùng với bất kỳ một cái phong cách nào hết, không trùng với bất kỳ một cái tác giả nào hết. Không có tác giả nào trên thế giới nào mà nghĩ ra cái việc này hết, hoặc là họ làm được cái điều này hết. Ok không ạ? Rồi. Chưa hết, anh chị em còn muốn gọi là muốn chơi nữa không? Chuyển tiếp này. Lâu lâu mới được. Có thể nhà bật bích lên. Có thể ơi. Bích lên là mày đã sáng tạo không giới hạn ạ. Sáng tạo không giới hạn luôn. Dạy đi nhá. Thầy đang vẽ mà thầy đang vẽ quá hay luôn, mọi người đang chăm chú mà thầy cứ nói ok không? Ok không? Bây giờ nhá. Mọi người không thể thầy ok được. Há hậu không à thầy ơi. Bây giờ chơi chiêu này. Bây giờ chơi chiêu này phát là anh chị em phê gọi như là phê chữ E kéo dài luôn này. Bây giờ nhá. Đây là một tờ giấy trắng. Đúng không? Huy sẽ vẽ vào đây một cái đối tượng. Vẽ cái gì bây giờ nhỉ? Anh chị em cho Huy một đối tượng đi. Anh chị em thích vẽ cái gì? Cái ly. Cái là gì? Dễ nhất, nó đơn giản nhất có thể. Cái gì? Con mèo. Cái ly con mèo, thầy biết vẽ không? Thầy biết vẽ gì thầy? Vẽ bông hoa cho vẽ thầy. Vẽ cái con mèo nhá. Thầy học kỹ thuật, thầy chỉ học kỹ thuật thôi, cho nên là thầy cứ vẽ hoa đi. Vẽ bông hoa nhá. Bây giờ cho cái gì vẽ được hết. Thích vẽ cái gì? Cái gì cũng vẽ được hết, thích vẽ cái gì? Hả? Chim, gà, ô tô. Chim, gà, ô tô à? Đấy, nhiều thế. Mỗi một cái thôi, nó nhiều thế. Chốt một cái đi. 11 giờ rồi nhá, các bác tiết kiệm thời gian nhá. Đến 11 giờ là kết thúc đấy. Vậy thôi thầy, ô tô đi thầy. Cũng được. Con chim nhá, con lân thì không biết con lân là con gì để mà vẽ. Con chim nhá. Vâng. Rồi. Cả con nhà chim này. Nhớ để ý deadline là 11 giờ nhá, cho nên là tập trung vào chuyên môn. Được chưa? Giang cánh nhá. Cánh bên này nhá. Được chưa? Hai chân nhá. Mắt nhá. Hết mức. Rồi, bầu trời mây nhá. Được chưa? Rồi, giữa này có cành cây này. Đấy. Cây này. Cây này. Được chưa? Đây, giữa này có thằng bé này. Cầm súng. Bắn con chim. Ok không? Bây giờ nhé, chụp ảnh lại này. Rồi. Bây giờ mình gửi vào Zalo. Rồi. Gửi cái ảnh mình vừa chụp vào Zalo. Được không? Rồi. Bây giờ quay trở lại Zalo. Đây. Quay qua Zalo lấy cái ảnh mình vừa mới chụp, được chưa? Download xuống. Được chưa? Em biết ngay là thầy học kỹ thuật thôi, không học kỹ thuật đâu. Thì đã bảo không biết vẽ lại còn. Rồi. Được chưa? Sau đó chúng ta vào đây. Chúng ta chọn D. Bấm cái này. Up cái ảnh mình vừa mới download xong. Enter. Rồi, bấm cái phím 1, nhấn Enter, cái phím số 2, nhấn Submit, cái số 3, nhấn Submit, cái số 4, nhấn Submit, rồi, ra tờ giấy luôn vậy luôn á. Mình sẽ... À, có thể bỏ một số cái này đi. Đấy. Được chưa? Còn có quyền chỉnh sửa nữa.
bởi vì là nó sẽ bỏ cái này đi rồi. Bỏ cái này đi rồi. Bỏ cái này đi rồi. Như vậy là gì ạ? Từ cái tranh vẽ của mình, bây giờ chúng ta sẽ biến ý tưởng tranh vẽ của mình thành một bức ảnh. Nào, bao nhiêu anh chị em muốn xem cái bức ảnh này? Ai cũng muốn xem. Anh chị em là muốn Muốn xem xem thì anh comment là muốn đi ạ. chơi. Muốn, muốn, Comment muốn thật nhanh ạ. muốn. Rồi, rối. Nhanh, Để em comment thật đếm có nhanh. hai, hai, có đủ hai tư không Muốn thầy ạ. nhá? Muốn, muốn. Rồi. Đẹp quá, đẹp quá thầy. Nào. Ôi, trời. Ôi, 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 ôi. Từ cái bức tranh của Đẹp Huy quá vẽ thầy ơi. nó đã Còn tạo ra em gì thật kìa. sơ thôi. Bây giờ nhé, bây giờ để vẽ mà Huy vẽ thế này ấy, là còn lâu mới vẽ được. Đúng Thầy ơi, để em đếm chữ muốn rồi kích như ai không muốn ra ngoài nhá. Kích Ai không comment muốn là kích nhá. kích Ở kích kích ở đây nào là gì để ạ? Ở đây là mình nó thực hiện hóa cái ý tưởng của mình. Chưa hết đâu, anh chị em cứ bình tĩnh, được chưa ạ? Đây nó chỉ Vâng. là gì ạ? Là sơ lược thôi. Ok không? Này, anh chị em nhìn nhá, có chim này, có người này, có cây này, đúng không? Đúng cái ý tưởng của mình không? Huy vừa mới phát nó khoảng độ đâu đó 30 giây gì đó. Sau đó là gì ạ? Nó hiện thực hóa cái ý tưởng của mình ra một cái gì ạ? Một cái tờ giấy như này, được không? Chưa hết, anh chị em cứ bình tĩnh. Đây này, giữa này mới hay này. Tiếp tục này. Nhưng có thế này là ngày xưa đỡ phải đi, không phải đi học vẽ. Nào, anh chị em Anh thấy chị không? chuẩn bị mất mất nghề Nó mất tạo nghề cho mình vẽ những cái phác thì thảo như này. nó còn ghê hơn nữa chứ mày nghe mình nói Nó tạo cho mình những cái phác thảo như này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, bình thường mà mình ngồi mình nghĩ mình vẽ ra như này là cũng mệt rồi này. Nhưng mà nó gì ạ? Nó tạo cho mình những cái phác thảo như thế. Rồi, chưa hết đâu. Anh chị em sẽ càng ngày nó sẽ càng phức tạp hơn này. Wow, Đây, được chưa? Tạo ra một cái bức tranh vẽ siêu tưởng như này. Dựa trên ý tưởng của mình là gì ạ? Đấy, có con chim đúng rồi, có cái người rồi, có nhà này, thế này thế kia. Được chưa ạ? rồi. Cái này siêu tưởng nữa kìa, cái Đấy, cái này khác gì là Pythago, cái gì đó là ấy đâu. Van Gogh với cả ấy đâu. Picasso đâu. Đúng không ạ? nó vẽ thành giống như cái súng cái gì không biết nổi luôn không Ok, cái chị. này mà chúng ta là upscale lên là in ra làm ảnh nghệ thuật thì cũng phê đấy chứ. Đúng không ạ? Là cũng Rồi, cũng chưa hết, ở bên dưới này vẫn còn hay hơn này, anh chưa chị em này. lắm Nào, nó tạo ra những hình ảnh như này. wow Anh chị em thấy không ạ? Huy chỉ vẽ cái nó có vẽ con được chính xác một mặt một chim. người không hả thầy Làm sao vẽ được chính xác mặt một người? Chịu. đây Thực ra là vẽ được nhưng mà với điều kiện mình phải kết hợp nhiều thứ. Nhưng mà đại khái ở đây nó chỉ đơn giản nó diện, nó hiện thực hóa cái ý tưởng của mình Con thôi. gì giống con ma thế? Sao khóc? Sao lại khóc? Sao lại khóc? Con chim này buổi tối mà Đâu gặp con chim này té xỉu luôn đó nha. Ăn xong rồi con uống sữa xong rồi Nó đưa cho nó đưa cho nó để vừa nha. Dạ, tôi ngồi đây với bố này. Bố đang vẽ đây này. Đây này, Ui con nhìn này, bố vẽ con chim này nhá. Đấy, con vẽ con chim với cây này, cái bầu trời mây này với cái người này. Thế mà nó ra được như này đấy. Thế, con thấy hay không? Hay. Hay không? Hay. Đấy, hay chưa? Đấy, này con chim này với người này, với cây này, đúng chưa? Đúng không? Đấy. Không sợ một tí nào. Đúng không? Không sợ một tí nào. Rồi, tí nữa bố Ôi, sẽ con chờ. gái yêu thế. Rồi. Đây là anh chị em nhìn này. Đấy, nó còn thể tạo ra được cả những cái cảnh như này. Đúng không ạ? Bầu trời mây này, người này, con chim to này. Xong rồi à? Đi chơi thôi, đi chơi Tuyệt thôi. quá. Ôi, Anh làm chị em vẽ thấy không thì ạ? Chỉ từ một bức ảnh vẽ nguệch ngoạc rất đơn giản, nó có thể tạo ra một cái thứ kinh khủng như thế này. Nào. Anh chị em thấy không ạ? Nghĩa là mình vẽ gợi ý cho nó xong thế là từ đó là Cả ngựa này. Ui à. nó ánh trên cái Anh chị em chức năng thấy của không ạ? nó là Cả imagine mà. ngựa cơ. Cả một cái ngựa đúng Đúng rồi. Đấy, không? con thấy không? Ý của mình luôn. Đấy. Hay chưa? Hay. Hay không? Hay. Hay nhỉ. Hay nhỉ. Đấy, từ cái bức ảnh như này. Có vẻ Đấy, vẽ.
đưa cái bức ảnh như này đấy à. Rồi rồi thêm cái này nữa nhá anh chị em nhá, đó là con gái Huy có cái bức ảnh như này. Đây bức ảnh của chị Ba đây, đúng không? Phải chị Ba vẽ không? Ồ dạ. Nào anh chị em này, bây giờ ứng dụng cái này như thế nào? Đó luôn. Ứng dụng cái này như nào ạ? À, bây giờ anh chị em nào mà có con này có con này, hoặc là làm giáo viên này, dạy tiểu học, dạy mầm non này, bây giờ mình bảo là gì ạ? Các con vẽ bức tranh của con đi, sau đó là gì ạ? Sau đó là cô sẽ gì ạ? Cô sẽ gọi là biến bức tranh của con thành một cái bức tranh đẹp tuyệt vời. Nào bây giờ với bức tranh này nhá, bây giờ Huy sẽ gì ạ? Chuyển sang bức tranh này của chị Ba sang người như này. Chị Ba có thích không? Chị Ba có thích không? Đấy, từ bức tranh của con đấy mà ra được cô gái như này đấy. Con vẽ đấy, con vẽ bức tranh này đấy, con thấy đẹp không? Được không anh chị em? Trời, cái hình đó mà ra đi hoặc như này dễ thương không? Đấy, con vẽ đấy chị Ba đấy, từ bức tranh của con đấy mà ra được cô gái như này đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, từ cái bức ảnh này, từ cái bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con như này mà có thể là gì ạ? Cho nó tưởng tượng ra để là gì ạ? Mình vẽ lại cho con. Đấy nhá, đây là bức tranh của con đấy. Được không? Cái khác đi. Được chưa? Cái khác con trai này này. Đây nhá. Đấy, được chưa? Bốn bức ảnh như này. Được chưa? Con thấy thích không? Ngày sau mình sẽ vẽ thêm nhé. Con sẽ vẽ thêm nhiều thứ nữa, xong bố sẽ biến đổi thành một bức tranh thật là đẹp cho con. Được không? Cái con trai đi. Con trai ảnh nhá. Con trai nào? Này này. Đây nhá. Đây, bức ảnh này nhá. Chuyển bức ảnh này thành bức ảnh vẽ nhá. Thử nhá. Ok, thử luôn. Thử luôn nhá. Đây, nhấn chữ D này. Được chưa? Và đây là describe này. Được chưa? Xong là chọn cái bức ảnh này, con trai đúng không? Đây đúng không? Nhấn open này, được chưa? Nhấn enter này. Enter này, được chưa? Rồi. Rồi, từ bức ảnh này nhá. Mình nhấn là gì ạ? Số 1 này. Được chưa? Rồi, nhấn số 2 này. Đấy. Rồi, số 3 này. Rồi. Rồi, số 4 này. Đây. Ừ. Được chưa? Thử nhá. Thử đi. Thử nhá, thử nhá. Thử nhá. Okay. Một cười quá. Cười quá. Ở đây là gì ạ? Coloring book. Đấy. Nhìn kìa. Rồi. Đây. Được chưa ạ? Nó ra đây là gì ạ? Nó nhận ra đây là sách gì ạ? Sách tô màu. Anh chị em ạ, đây là sách tô màu cho nên nó vẽ ra những cái bức tranh về tô màu. Nhưng mà ở đây ấy, nó có cái từ khóa là Lottery này. Cho nên nó sẽ ra cái tiếng gọi là Phật. Natsacha này là một đức Phật này, một cái thánh này. Đấy. Đây. Tô màu sắc này, nó có từ colorful này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đây. Từ cậu bé giơ tay như này nó ra cậu bé là giơ tay này, thấy chưa? Ok không? Đấy, đẹp không? Đấy. Rồi, từ cái bức tranh đấy và nó có cái từ book thì nó sẽ ra cái bức tranh vẽ như này. Đấy. Có hoa không ạ? Có hoa, có tranh không ạ? Có tranh, có sách này, có cậu bé này. Đúng chưa? Đấy. Rồi. Rồi. Cái gì nữa đây này? Đấy, có cả cái giỏ này. Nó xuất hiện thêm cái giỏ hay cái xích đu này. Đấy. Được chưa? Mà bắt đầu từ cái cậu bé như này. Đấy. Từ cậu bé như này. Đấy. Được chưa? Nó tạo ra rất nhiều những cái ý tưởng khác nhau.
Đấy, ở đây nó có hiểu về cuốn sách này. Đấy, về một cái cuốn sách này. Đấy. Hiểu chưa? Và các cậu bé này đang cười này. Đấy, giơ tay lên này. Cái tay đều giơ lên này. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, từ Pikachu. Ừ, thôi. Hey, Pikachu. Thôi. Pikachu, có gì Pikachu. Tí nữa. Đó. Đấy, và với cách như vậy ấy, là chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều các cái tác phẩm khác nhau, rất nhiều cái ý tưởng khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là Huy nói thêm một chút nữa về cái tranh tô màu này nha. Ở đây là ví dụ như là Huy có một cái cuốn tranh tô màu. Cuốn tranh nó nhầu. Nào, trật tự. Tranh tô màu. Đâu rồi? Tranh tô màu. Đây nha. Tranh tô màu. Có châu. Màu châu. Ở đây nha. Tranh tô màu. Đấy, Huy có một cái cuốn sách tranh tô màu như này. Đấy, đã lốt về. Đấy, tạm thời để đây. Ôi, tranh tô màu cái khổng này. Rồi. Đây là cái tranh tô màu cho trẻ em. Nào. Cực kỳ đơn giản thôi nhá, với chủ đề là ô tô. Chị Ba có thích tô màu này không? Đấy, thấy chưa ạ? Dành cho các bạn nhỏ từ 5 tuổi trở xuống, từ 3 đến 5 tuổi. Tô màu như này. Được chưa ạ? Ok không ạ? Và cái điều đặc biệt này Huy chia sẻ cho anh chị em này. Trên Amazon ấy là những cái tranh tô màu này ấy, nó cực kỳ là bán được rất nhiều luôn. Drawing book for kids. Con muốn chọn cơ. Con chọn cơ. Đây này, những cái bức tranh tô màu như này này. Những cái cuốn tranh tô màu như này. Anh chị em thấy là gì ạ? Nó bán cứ khoảng độ tầm 10 đô. 10 đô một cuốn. Đấy, khoảng 10 đô một cuốn này. Chân này đi ta. Nhưng mà nó bán được rất nhiều luôn. Chân tô màu này bán được đi. Ví dụ như là cuốn này nhá. Trật tự. Bố cho ra ngoài bây giờ đấy. Trật tự để bố ra. Đấy. Đấy, thì những cái cuốn tranh tô màu như này này. Đó. Drawing paper này. Drawing and coloring này. À, đây là pet, không phải, đây là không phải tranh. A symbol and big coloring book. Đây. Đây. À, nó cũng không ra cái màn hình ảnh to nhỉ. CEO. Sao chép địa chỉ hình ảnh. À, nó bé tí à. Đó được rồi. Đây. Những cái tranh tô màu như này cực kỳ đơn giản đấy ạ. Simple and big coloring book for tone. Đấy, cho trẻ em mới biết đi. Được chưa ạ? Đấy, 100 cái dễ và vui và rất là vui. Đấy, cái coloring page for kids, đúng không ạ? Preschool tức là trước khi đến trường. Đấy, and kindergarten tức là gì ạ? Là mẫu giáo for kids tuổi từ 1 đến 4. Được chưa ạ? Đấy, cái này là 100 cái. Được chưa ạ? 100 cái. Và cái này ấy là cái bản paperback này là nó giá là 6 đô.
Đấy chưa? Đấy. Còn cái bản mà gọi là spindle pawn này là cái bản mà gì ạ? Là xoắn ốc này. Nó là gì ạ? Là 16,9 đô. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, cái bản paperback này thôi. Đấy. Vâng, dừng để cho mẹ đi, con phải nghe lời mẹ chứ. Rồi. Ok nha. Paperback này. Paperback là bản bìa mềm, tức là gì ạ? Là cái bản sách giấy bìa mềm. Thì anh chị em tưởng tượng này. Nó có 6 đô. Nhưng anh chị em nhìn nhá. Cái số lượng mà nó đã bán này. Đâu rồi? Cái số lượng mà nó đã bán này. 125 102 trang, 24 tuổi. Cái số lượng đã bán nó ghi ở đâu? Ở đây là có 4.000, hơn 4.000 cái gì ạ? Cái nhận xét nhá. Hơn 4.000 nhận xét nhá. Cái lúc nãy kìa, ở bên ngoài ấy. Đây. Đấy, chỗ này là gì ạ? Nó đã có hơn 4.200 nhận xét. Được chưa ạ? 4.200 cái gì ạ? Cái người đã nhận xét, đã review. Như vậy là cái số lượng mà nó đã bán ấy, nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Được chưa ạ? Đấy. Cái số lượng mà đã bán ấy, nhiều hơn rất nhiều cái số lượng này. Và anh chị em thử nghĩ xem. Nếu như mà khoảng độ 4.000 người nhận xét thì mình cứ lấy 4.000 thôi. Được chưa ạ? 4.300 nhân với cả khoảng độ 6 đô thì nó ra là 25.000 đô. 25.000 đô nhân với cả 24.000 nó ra là 600 triệu. Từ một cuốn sách này mang về doanh thu khoảng độ 600 triệu. Trừ đi chi phí sàn Amazon, trừ đi chi phí mà Amazon nó sẽ làm một nhiệm vụ đấy là gì ạ? Nó sẽ in cuốn sách này cho mình và nó gửi cho gì ạ? Gửi cho khách hàng. Và cái số cái phần trăm mà mình thu về được ấy loanh quanh nó rơi vào khoảng độ 60-70% cái giá trị của cuốn sách. Tức là mình cứ lấy khoảng độ 60% thôi nhá. Mình nhân với 0,6 như vậy là một cái cuốn sách này của mình ấy 360 triệu. Nó có thể mang lại cho mình khoảng độ 360-370 triệu. Được không anh chị em? Mà làm ra cuốn sách này có cái gì đâu ạ? Cực kỳ dễ luôn. Lại thêm cái gì ạ? Lại thêm cái công cụ cực kỳ kinh khủng của mình nữa. Thì anh chị em nghĩ sao ạ? Anh chị em nghĩ sao ạ? 300 mấy chục triệu. Đây là tiền mình đút túi nhá, chứ không phải nói là tiền doanh số. Doanh số nó trên 600 triệu. Nào, nó có gì đâu ạ? Anh chị em thấy không ạ? Không cần phải tưởng tượng, không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải làm cái gì phức tạp hết. Đúng không ạ? Bây giờ Huy làm luôn quyển cho anh chị em xem nhé. Làm luôn cái cho anh chị em xem. Anh chị em nào mà không dùng mic thì tắt mic đi nó đỡ ồn nhé. Bây giờ nhé. Câu lại nhảy của mình là nhảy. Coloring đấy, hay là drawing rồi, sắp xong rồi. Drawing book for children 1-4 đi. Yes, oh. Được chưa? Chủ đề thì mình gì ạ? Mình đưa vào đây chủ đề. Nó là gì ạ? Anh chị em muốn vẽ chủ đề gì đây? Hoa nhé. Hoa hay là gì ạ? Hay là công chúa? Hay là nhà? Hay là xe? Hay là động vật đi. Đúng chưa? Animal. Được chưa?
Rồi, đầu tiên là mình thử một cái đã nhé. Mình thử nghiệm một cái đã nhé. Mình thử nghiệm một cái đã. Thử xem nó có ra đúng cái ý, cái cuốn sách tô màu đúng như ý mình không đã nhé. Nếu mà đúng rồi thì mình làm cách nào ạ? Mình làm repeat. Mình làm repeat, nó chạy một phát, nó ra hết. Đấy, biết ngay mà, nó sẽ chưa, nó chưa ra đúng. Rồi. Nó lại cho màu à. Rồi. Không sao, mình lấy cái này làm gì ạ? Làm bìa. Đấy ạ, lấy cái này làm bìa. Coloring là màu đúng không thầy? Đúng rồi. Tô màu. Thì chắc nó ra màu rồi. Đúng rồi. Nó sẽ là tô màu. Tìm nét vẽ viết chì thử xem thầy. Nét rồi. Vẽ. Rồi, ok, không sao. Được chưa ạ? Được chưa? Ở đây mình để chế độ là gì ạ? Là flat. Đấy. Flat color. Đấy. Black. Black and white. Được chưa? Mình thêm một cái câu lệnh nữa, đó là no color. Là không cho màu. Được chưa? Và thêm một từ nữa, đó là gì ạ? Simple and big. Được chưa? Rồi, bây giờ mình thử nghiệm xem là đúng chưa. Còn cái này thì sao ạ? Cái này mình upscale lên mình làm bìa được không? Được. Mình upscale lên mình làm bìa, mình để bìa bên ngoài ấy. Ok không ạ? Đúng không? Cái này mình upscale mình làm bìa xong mình ghi chữ ở đây. Nó là gì ạ? Đấy, được không? Nó giống như là cái bìa mà Huy làm đây này. Được không ạ? Con cú nó đẹp quá thầy ạ. Đấy. Đấy, ví dụ như cái bìa này mình đưa chữ vào này. Đấy, được chưa ạ? Thì mình phải có cái ảnh bìa chứ. Đúng không ạ? Rồi. Rồi, đây là cái mở từng ảnh xem thử coi. Đây đợi tí, nó ra đã. Rồi. Đây là cái ảnh để tô màu rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đúng này, nó vẫn chưa đúng nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ để cái chế độ là tiếp tục này. Đây. Rồi. Đấy, symbol. Đấy. Drawing. Coloring. Book. Design. Đấy, for children. Đấy. Animal. Đấy. Đấy, flat color. Black and white. Được chưa? Đấy, 1 đến 3 tuổi thôi, cho nó đơn giản. Rồi. Khi nào mà mình tìm ra được cái đúng cái loại ảnh đấy thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cho repeat nó khoảng độ 100 lần. 140 là khoảng độ là 400 ảnh. Xong ngồi gì ạ? Xong rồi đi chơi một lúc xong về nó ra được 100 cái ảnh khác nhau, 100 cái bức vẽ khác nhau. Sau đó mình chọn cái bức ảnh vẽ nào mà gì ạ? Phù hợp thì mình gì ạ? Mình đưa vào, mỗi thế thôi. Đúng không ạ? Đấy, hôm trước là quên không copy cái câu lệnh vào, là quên mất, không nhớ, tự nhiên quên mất. Bây giờ mình làm nhiều tài khoản quá, mình không nhớ là làm tài khoản nào. Rồi. Ok. Rồi. Cái này vẫn chưa đúng lắm, chưa đạt lắm. Đấy, thứ nhất là nó quá phức tạp, thứ hai là nó chưa phải là cái tranh tô màu. Đấy. Cái tranh tô màu ấy nó là như này này. Đây. Đây này. Symbol and big coloring book for toner. Đấy. Được chưa? Mình copy đúng cái thằng này vào. Đấy. For toner này. Đấy. Animal này. Đấy. Animal thôi. Mình đưa dấu nhiều vào phát là nó cho nhiều con vật vào là sai. Được chưa? Flat. Flat color này. Đấy. Black and white này. Đấy. Outline này.
Đó. Ok không ạ? Rồi. Mình chỉ cần tìm ra đúng cái công thức một phát là mình nhân bản lên, thế là mình tạo ra được cả cuốn sách rất là nhanh, vứt lên Amazon, sau đó là gì ạ? Sau đó nó cứ đều đặn nó mang về cho mình mấy trăm triệu một cuốn. Thế nên với cách này mình có thể tạo ra gì ạ? Hàng trăm cuốn được. Đúng không anh chị em? Cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ tạo ra hàng trăm cuốn được. Rồi. Rồi, có vẻ đúng rồi đấy. Đây này, anh chị em thấy đúng không ạ? Ví dụ như là cái con số 4 này, con số 3 này này là rất là ok này. Đúng chưa? Đấy. Rồi, mình chỉnh sửa câu lệnh thêm một chút xíu nữa. Đấy, chỉnh sửa câu lệnh thêm chút xíu nữa nhá. Rồi. Animal này, Q. Q. Animal, flat color. Big coloring book for toner. Rồi, outline. Rồi. Đấy. Sau khi mà mình tìm ra được cái công thức, nó tạo ra cả bốn ảnh đều giống nhau rồi ấy, mình cho repeat một phát, thế là xong. Thế là nhả. Cute animal. Nó lại không đúng, nó lại ra nhiều quá không đúng. Rồi, cái này cũng hay nhưng mà nó lại chưa đúng lắm với cái ý của mình. Nó lại sao lại ra nhiều con vật quá. Rồi, Tonger này. À, chỗ này là gì ạ? Preschool and Kindergarten này. À, đấy. Đấy. Được chưa? Symbol and big coloring book. Nó còn có một cái từ khóa gì nữa tự nhiên lại quên. Rồi. Muốn tìm cái từ khóa đấy ấy, dùng cách này nhá. Vào đây. Meet. Đây. Hướng dẫn anh chị em luôn. Vào showcase này. Chị thấy thầy. Rồi. Hello. Communication showcase này. Ôi giời ơi. Cái này là hết hạn rồi. Sai in lại nhé. Sai in này. Ok nha.
Rồi. Vào explore này. Vào đây nhá. Search là gì ạ? Coloring book. Ấn cái nào để nó vào cái trang search này hả thầy? À, vào explore này. Đang à, từ cái màn hình vẽ của mình ấy, mình ấn cái gì thì ra cái này? Không, màn hình vẽ mình đâu liên quan gì đâu. À, đây nó là riêng ngoài ạ. Đây là bên ngoài mà. Nhá. Tại vì em không tìm được cái trang này, em không ra được cái trang search này. Ờ, à, đây là website mà, vào midjourney.com. À vâng. Nó bị lỗi gì nên không vào được. Không search được. Rồi dạ. À, đấy nha, ví dụ như là những cái bức tranh như này nha. Nó là coloring book style này. Đây là for adult, cho người lớn. À, coloring book này. Coloring page này. À, nó có thêm là gì ạ? Style for children book này. Đấy. À, pizza style này. Sticker cut này. Vector. Đúng rồi, nó thêm cái vector white background cotton. Đấy, mình copy cái câu lệnh này nhé. Rồi, mình đưa vào đây. Đấy, a funny mouse này, pizza style này, được chưa? Đấy, simple này, coloring book này, outline này, logo này. Đấy. Rồi. Bây giờ nhé, chúng ta có thể tạo ra được một loạt những cái liên quan đến mouse, liên quan đến mouse. Được chưa? Đấy, chỉ với bằng cách là chúng ta gì ạ? À, chúng ta dùng lệnh repeat hoặc là chúng ta đưa vào đây là không phải là funny mouse nữa là mà gì ạ? Là sẽ là funny dog hoặc là funny horse, funny pig, tức là những cái con vật xung quanh mình ấy. Đấy, chicken. Đấy, rồi tất cả những cái con gì mà mình thích, được chưa ạ? Đấy, và tất cả nó sẽ đưa vào cái dạng như này. Ok không ạ? Rồi, cái này làm tranh vẽ được chưa anh chị em? Cũng ok rồi đúng không ạ? Rồi. Rồi, thêm cái nữa nhá. Black and white only này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ là funny animal. Được chưa ạ? Sticky cut, bỏ này đi, thêm chữ vector, white background, cotton, outline, logo, mini anis, simple coloring book, vector, chỗ kia vector rồi, chỗ này vector nữa, black and white only, rồi. Đấy. Chúng ta có thể là funny animal hoặc là gì ạ? Là cute animal. Đấy, với pizza style. Đó. Có lẽ là mình phải bỏ cái pizza style đi thì nó mới cho cái mắt nó nói được. Bây giờ cái mắt của nó là đen sẵn rồi, mình không muốn cái đen sẵn như vậy. Được chưa? Đấy, mình cho là cute animal. Được chưa? Đấy. Đó. Đấy, những cái như này là cũng ok rồi, nhưng mà gì ạ? Những cái mắt của nó màu đen, mình không muốn, mình muốn là vẽ outline ấy, là chỉ có outline không, không có mắt luôn. Mắt là mình để cho nó tô màu. Được chưa? Đó. Cơ bản nó là như vậy nhé. Về cơ bản cách làm nó là như thế. Thế còn chúng ta tìm một thêm ở đây này. Đấy, ví dụ cái này là chưa đạt thì mình tìm tiếp những cái bức tranh nào đấy mà tranh tô màu nó kiểu khác nhá. Tranh tô màu kiểu khác mà mình thấy là nó phù hợp nhá. Ừ.
tranh tô màu Q pizza carton. Đây, carton style nhá. Outline white này. Được chưa? Đấy. Copy thằng này. Được chưa? Đấy. Học các câu lệnh bằng cách này rất nhanh anh chị em nhé. Rồi. Chỗ này chúng ta thêm cái năng này này, carton style này. Cartoon style này. Đấy, cartoon version này. Đấy, white background này, full page, no border, no coloring book style, thick and black. Thick and black line pizza style. Được chưa? Rồi. Rồi. Với phong cách như thế này. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Đưa vào đây. Dinos này, in the jungle như này. Được chưa ạ? A cute animal. Được chưa ạ? Đó. Rồi. Đấy. Cái này nó phức tạp quá, mình phải cho đơn giản thôi. Đấy, cho đơn giản thôi nha. Đấy, simple. Đấy, simple. Cute animal. Ơi, xong rồi. Custom version, cái này bỏ đi này. Thêm từ vector vào đây nhé. Đấy, ra cái này có vẻ ok rồi, nhưng mà nó vẫn có cái mắt đen này. Đấy, vẫn có cái mắt đen này. Thì chúng ta bỏ cái mắt đen này đi. Bỏ cái pizza đi, bỏ thêm đưa vào cái cartoon thôi. Đấy, đưa cartoon thôi nhá. Cho pizza vào phát là nó cho cái mắt đen ngay. Q cartoon style. Được chưa ạ? Chỗ này có Q rồi, chỗ này không cần Q nữa. Đấy. Fill checking này, bỏ đi này. Thêm từ vector này. Vector này. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Đấy. Đại khái là vẽ cái tranh tô màu nó kiểu kiểu như vậy. Được chưa ạ? Sau đó là up lên rồi. Ok không ạ? Rồi. Lên dự án đúng không ạ? Lên dự án quánh Amazon với những cái cuốn sách như này. Kiếm tiền tốt, không cần nghĩ nhiều. Đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi, thế nhá. Hôm nay thì thời gian hơi không có nhiều, thì đi hơi lan man nên là chưa kịp chữa các cái cuốn truyện cho anh chị em nhá. Thì anh chị em chúng ta hãy tiếp tục hoàn thành cuốn truyện của mình, sau đó là up lên các cái nhóm, đúng không ạ? Huỳnh sẽ chữa ở trên nhóm Zalo nhé, đúng không ạ? Rồi, Huỳnh Văn Tâm đã xong cuốn truyện rồi này. Đấy, cuộc thi chạy đua giữa thỏ và rùa. Đấy. Rồi, ngày xưa có một chú rùa, chú thỏ sống trong khu rừng xinh đẹp và yên tĩnh. Ngày ngày, thỏ và rùa vui chơi với nhau như hai người bạn thân. Đấy, một ngày nọ, các con vật tổ chức đại hội thể thao trong năm, tất cả các loài vật trong rừng đều hào hứng tham gia. Thấy không? Có rất nhiều cuộc thi thú vị như nhảy cao, thi chạy marathon, thi trèo cây và cả thi bơi nữa. Đấy, hay quá. Một nhân vật đáng chú ý đến trong khu rừng này vốn có tài chạy nhanh. Xong rồi. Đấy. Ok. Rồi. Đó, đọc đi, bố đọc cho con nghe nhé. Đấy. Nào, tắt đèn đi. Tắt đèn đi, đọc được chứ. Đấy. Hiệu lệnh vừa dứt, thỏ liền sải chân chạy nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã chạy được một quãng đường rất xa. Thỏ rất đắc ý vì chẳng nhìn thấy bóng dáng rùa đâu nữa. Rùa mà dám thi chạy với mình, đúng là chuyện nực cười. Đấy. Thế là thỏ tự cao, tự đắc cho mình, cho rằng rùa sẽ chẳng thể nào đuổi kịp mình. Thế là thỏ đến một gốc cây ven đường và đánh một giấc.
Rùa tuy biết mình chậm chạp, không thể chạy nhanh bằng thỏ, nhưng nó vẫn bình tĩnh và kiên trì chạy từng bước trên đường đua về đích, không dám dừng lại để nghỉ một chút nào. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vậy mà bây giờ cuối cùng chỉ còn vài bước nữa là về đến đích. Lúc này thỏ mới tỉnh giấc và ngoái nhìn về phía sau, không thấy rùa đâu, nhìn thấy rùa ở phía trước đã gần đến đích rồi. Thỏ ba chân bốn cẳng đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Sau bao cố gắng và nỗ lực, cuối cùng rùa đã về đích và giành chiến thắng. Cuộc thi chạy nhanh với thỏ, rùa đã đạt giải nhất và nhận phần thưởng là chiếc cúp vàng vô địch trong sự hò reo và chúc mừng của mọi người. Đấy. Bài học đằng sau câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa. Trong cuộc sống, khi chúng ta tiếp xúc và giao lưu với mọi người xung quanh thì luôn có thái độ điềm đạm khiêm tốn, không nên coi thường người khác, không nên tự tin thái quá vào bản thân và chủ quan kẻo dẫn đến thất bại như thỏ. Trong câu chuyện, hãy luôn nỗ lực kiên trì bền bỉ như rùa, chắc chắn bạn sẽ thành công. Anh chị em thấy sao ạ? Từ đầu đi. Đấy, thêm trên Nguyễn Quang Huy này nữa, cảm ơn anh chị em nhé. Rồi, được rồi. Từ đầu đi. Thôi, từ đầu để lúc khác nhé. Lúc khác. Lúc khác. Được chưa? Ủa, váy đẹp chứ. Váy đẹp chứ. Vâng. Anh cũng khen là váy đẹp. Anh cũng khen váy đẹp. Mẹ khen chưa nhỉ? Rồi ạ. Mẹ xinh yêu quá. Đây đang đọc sách. Đây là cuốn sách Where's My Teddy Bear của chị Lan Phương. Đấy. Đấy, hôm nay là chủ nhật. Đấy, rất nhiều các bạn trẻ đang chơi ở trên khu vui chơi. Rất là vui vẻ. Thì đột nhiên thì Lily cảm thấy buồn và cô ấy cảm thấy mất đi cái con gấu yêu thích của cô ấy ở đâu đó ở trong công viên. Con gấu Teddy đáng yêu của tôi ở đâu rồi? Có điều gì vậy? Lily, trông em có vẻ buồn. Timmy, em bị mất con gấu Teddy của em rồi. Em không thể tìm thấy nó ở bất kỳ đâu cả. Đừng lo Lily, chúng ta sẽ cùng tìm con gấu Teddy. Hãy bắt đầu tìm ở bên dưới cái cầu trượt xem. Lily và Timmy tìm ở dưới cái cầu trượt để tìm con gấu. Họ đã tìm mọi chỗ nhưng vẫn không thể tìm thấy con gấu đâu cả. Chúng ta sẽ tìm, tiếp tục tìm. Lily à, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng nhé. Điều gì diễn ra nếu như mà em không thể tìm được nó? Đừng bỏ cuộc Lily, chúng ta sẽ tìm được nó, hãy tiếp tục tìm kiếm thôi. Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy nó ở cái bãi cát sang. Lily nhìn kìa, đúng rồi, em tìm thấy nó rồi. Cảm ơn anh Timmy. Em không thể nào mà tìm được nó thiếu nếu mà không có sự giúp đỡ của anh. Đấy. Anh vui vì chúng ta đã tìm được gấu Teddy cùng với nhau. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Đó. Em cảm thấy rất là may mắn vì đã có một người bạn giống như anh. Lily cảm thấy rất là hạnh phúc và đã tìm được con gấu Teddy của mình quay trở về. Và Timmy cũng rất là hạnh phúc vì đã giúp được bạn của anh, bạn của cậu. Ok không ạ? Đấy, một cái câu chuyện rất đơn giản thế thôi, nhưng mà nói về gì ạ? Nói về tình bạn, sự nỗ lực, cố gắng, không bỏ cuộc. Đấy, và niềm vui, hạnh phúc khi mà gì ạ? Là chúng ta giúp đỡ được người khác. Đi thôi. Ok không anh chị em? Rồi. Rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng. Vỗ tay cho hai người vừa mới có hai câu chuyện được không ạ? Rồi, vỗ tay nhé. Rồi, hôm nay là sinh nhật bạn Chipa mặc bộ áo Pony. Đấy, các cô chú bật mic lên để chúc mừng sinh nhật Chipa được không ạ? Bây giờ là bố cho Chipa đi ăn nha. Chúc mừng sinh nhật con nha. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật bé ơi. Hai món. Rồi, bye bye.